phản nó hết tới đường luôn rồi. Ngày hôm nó bị bể lỗ quá. Giờ với lại cái giờ lâu quá mưa dông quá thì nó ấy luôn rồi. Đi mốt mình làm cái tấm bảng cho chất lượng lại cả nhà. Giờ mình nhắc ở đây đỡ. Để đây đi, mốt mình làm lại. Che coi nhé, che tất cả đi. Dạ. Cho mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì nói chung hôm nay hai cậu cháu cũng đi ra lề đường để bán cua. Lâu lắm rồi thì hai cậu cháu mới bán cua lại. Tay dính sình quá trời nè. Dạ. Hai cậu cháu mới bán cua lại cả nhà. Thì mấy con nước trước á, hai cậu cháu mình á toàn là bán cá không à. Hôm nay á thì hai anh em mình á thì bắt cua hôm qua. Chứ bữa nay hôm qua mình được mớ, còn bữa nay được chỉ có một con duy nhất à, mình lội muốn đúa cái giò luôn. Mà chỉ có một con à, hôm qua hai anh em nữa hên may mắn á, bắt được nhiều. Thì được nhiêu cua đây. Đó. Được càng mới cua rồi cả nhà, chắc cũng gần cả chục con á. Mấy ký á. Được miếng ốc rồi. Rồi thì hai cậu cháu mình đi ra ngoài lề đường để bán. Còn hồi nãy mình có lấy cái tấm bảng á thì nó bị bể với lại nó bị nhạt cái chữ rồi, không có thấy nữa. Vậy bữa nữa mình có cua thì mình về mình làm cái bảng mới cho nó chất lượng đó cả nhà. Cố định luôn. Bây giờ hai cậu cháu mình đi lên lề đường để bán cua. Con chào ông bà cô chú. Này lâu lắm rồi mới bán cua lại đây, không biết giờ sao đây cả nhà. Thì được có nhiêu đây. Giờ toàn bán cá không. Vậy được có nhiêu đây à, hai bữa hôm qua nay thì hai cậu cháu mình cũng dẫn đi ra bán coi nha. Hôm dài nói chung là đi răng mà đều hơi thắt á, bị thắt hơi nhiều chứ không có trúng. Toàn là vừa vừa với thắt là đủ ăn, chứ thắt không à bị sự cố thì tùm lum hết trơn. Thì nước vừa hả cái hai anh em đi bắt cua cái hôm qua ông chờ ông làm đám mưa bình địa luôn rồi chắc giả luôn. Hôm qua hình như tôi bắt được 9 con cua mà ông Từng. Hôm nay mình bán hơi sớm á cả nhà. Tại vì chờ đó. Rồi sáng ông cũng có mưa rồi. Nãy bắt cua ra thì trời chuyển mưa quá trời luôn. Vậy hai cậu cháu á, tranh thủ á, bán sớm. Để giờ tới chiều mà ra bán ông mưa một cái nữa nè. Khỏi bán luôn. Bữa trước mình đi về quê á, nghỉ mệt rồi. Hôm nay cũng còn muốn cảm lại. Người ta làm đường xong rồi kìa Tư. À, nay làm đường xong rồi đó. Mốt có cua là mình đi về lắng mình bán á. Lại ngay cái chủ đề là mình nói. Dạ. Được rồi. Lấy bịch tháo bịch căng nha. Đây này cả nhà. Đó. Cua đã không? Cua này là ok luôn nha. Xẹp để mình coi có gạch không. Hôm qua mình coi không mình. Nó chắc quá mà sao mình không thấy. Không, con này không có gạch. Nó con này có gạch son nè. Đó. Gạch son nó đỏ luôn. Ẩn ngay chỗ cái dành này nè, mình dạch ra mình thấy gạch đó. Rồi, đúng rồi kìa tôi. Thấy không? Thấy gạch ngay. Thấy đỏ luôn kìa. Đỏ lè luôn phải không? Đó. À. Qua đỏ. Rồi, mày cua ra được chưa? Có con cũng to hôm qua nó ôm. Nãy nghe lời Nhi nói không được rồi. Bỏ. Tại vì cái chi này mình chói quá. Im. Ôi. Sùng chạy quá ha. Dạ. Im.
Hôm nay hai cậu cháu mình đổi hướng á cả nhà. Hôm nay mình đổi hướng. Cái bữa mình ngồi bên đó đó cả nhà. Cá với cua mình cũng ngồi đó. Còn hồi hổm á, lần trước á thì mình ngồi đằng kia. Nhưng mà thời gian sau này á, người ta làm đường rồi thì mình không có bán đằng nẵng được. Bữa nay người ta làm đường xong rồi thì mai mốt mình giờ lại ăn bán. Còn cái giác này á thì chờ, giác này chờ khá là nắng nha. Nắng bên đó quá trời nắng luôn. Thì mình thấy bên đây có bóng mát cả nhà, thì mình để bên đây đỡ đi. Có cái cây che nắng. À, có cái cây này nè. Dạ, chú với cây này, hai cây. Thì che cái nó bóng mát á. Có cái bóng mát á thì mình ngồi đây hai cậu cháu mình bán luôn. Thì nói chung là hôm nay á, cua thì nó cũng không được nhiều, được vài ký cua thôi. Nhưng mà cũng phải bán cả nhà. Tại vì hai anh em bắt hai ngày mà có nhiêu đây à. Qua dưới này. Nói chung là được có mớ cua ngon cả nhà. Như đây vậy chứ hy vọng là bán hết thì mới có tiền trang trải cuộc sống nha. Nó này cũng vắng khách. Xe cũng chạy cũng không có nhiều anh Nhi. Dạ. Nay thứ mấy từ thứ 6 thứ này. 6 năm gì không biết. Nhớ đây có mát là đã rồi. Hổm mà phải mình mà hổm ngồi đây thì thấy cũng nắng. Tại hổm nắng xuống ngay chỗ bên đó bắn cá đó. Dạ. Yeah. Thấy bên đây thấy là nó mát thấy ngon rồi. Mà nay nắng không có dữ. Tại trời chỉ mưa. Đang chuyển trong rừng á. Quá wow, trời chuyển luôn, nãy anh bắt cua ra là chuyển đang xì lì luôn á. Vậy chứ cái ẹo này mình bán, mình ngồi ở đây bán cũng được luôn. Tại vì tới đây xe người ta thắng lại. Chỗ nó rộng á. Cái gì ta tắp vô trong mấy cục đá này luôn. Hôm dài á, cô chú anh chị dặn cua mình á thì rất là nhiều. Nhưng mà mình không có cua để mà mình giao á cả nhà. Thì mong mà cô chú anh chị mà dẫn cua mình ấm dài á, không có thì mong thông cảm cho mình nha. Tại vì mai mốt có đi thì alo mình giao. Hôm nay không có. Ủa à? Dạ. Đi cực quá ha. Dạ. Chào đi xuống. Khỏe không? Bắt lại cái cây. Dạ. Chào chú. Chú khỏe. Chào dạ. Anh. Dạ đó. Tình nghĩa đó, phải không? Dạ. Nói hứa đi mà đi được mấy chục km. Bao nhiêu đây à? Dạ, hôm nay anh dặn lâu lắm rồi phải không? À. Tình nghĩa mà. Dạ. Được cua ngon, được cũng có con mới à. Dạ. Cua nè. Để nhìn dạ. Đó. Ok ok. Còn cua lại ok, lại chú bóp cho con cái nữa đi. Đó. Ờ, cho ấy, cho con bắt bánh. Dạ, để chú coi. Thôi rồi, thôi. Thôi anh cứ ấy rồi giá sao thì em lấy vậy. Dạ dạ, thì có cua chắc thì em lấy cua chắc, còn cua ốp thì em lấy cua ốp ra. Vậy thôi. Có nhiều lấy hết đi. Rồi. Hết luôn hả? À, lấy hết luôn á. Nè có mớ ốc nè, chứ còn tặng cho anh luôn. Trời ơi. Không ăn á hả? Dạ. Nè vét có nhiêu đó đó. Đặt ổng nhiều quá, ốc len mà dạ. Có. Anh đặt em ốc len hôm nay nhiều lắm rồi. À. Anh banh bịch ra đi rồi để em đặt cho dọc lắm. Có. Cái nào mà ốc này. Thôi dạ. Bỏ vô đi. Alo chị. Anh bắt cua vàng bỏ vô giùm em đi. Cua vàng. À. Dạ có nãy em ở trong em mưa quá trời luôn, mưa luôn mà em tranh thủ em ra em bán, có cái anh kia anh ủng hộ em rồi. Dạ rồi chị hẹn lần sau nha chị. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ giờ có len ngon em để cho, nãy có mấy lạng này em tặng cho anh này. Không phải. Dạ rồi ba chị có ba con cua ấy em, cái con gạch đó anh. Con này nha. Dạ. Hả? Dạ. Thôi đi đó. Thôi đâu. Con này chắc mà nó không có gạch. Không à. Tốt. Đây nè. Thôi được rồi, nói vậy. Đây con gạch cho chú coi. Rồi được rồi. Gạch đỏ lét ở trong rồi. Rồi, có rồi. Con gạch này là con bán giá 500 lận. Con này thì 400. Ừ. Nhưng mà thôi anh mua giùm em hết thì em để chung luôn, không có nhiều. Ừ. Dạ. Thôi được rồi. Cua này ăn rất là ok, nếu hai càng là con bán giá cua thịt này luôn rồi. Đây là như đây canh lên được không? Cái này giá khác đúng không? Dạ. Dạ. Anh cột lại á, cột bịch lại. 1.4 kg. Dạ. Không tới 1.4 kg nữa, tí xíu nữa 1.4 kg. Trời ơi, anh tính tiền rồi. Dạ. Còn bịch nào nữa không? Còn. Dạ, còn 2 cái. Dạ. Vậy bỏ điên rồi hả? Dạ. Anh ở đâu? Em bán giá cua chắc khác, cua na khác nữa. À. Đó, tới 3 loại lận.
Rồi hết rồi đó. Chỉ có hai con đó chắc à. Chắc rồi phải không? Hai con đó chắc à. Rồi. Đây con này nữa anh, con này nãy em bắt, con này cũng thật luôn mà nó gai cài. Rồi thả lên đi. Đó, ăn câu căng đi. Gần 7 lạng. Rồi, là bù qua sức lợi cái này à. Cái này nãy cái mấy? Cái tư phải không? Cái ba mấy à? Nhớ. Nè, cái ba mấy à, chưa được rồi. Cái tư là tính cái tư. Ừ. Còn cái này 7 lạng. Dằn 7 lạng là tính 6 lạng. Rồi. Đó, rồi, nó thấy không? Rồi, rồi. Rồi là còn cái mấy con cua này để thải đây căng đi giờ tính. Cua này có 150 kg à nha. Dạ, cua ốp 150 kg. Nó không có thịt nhiều nhưng mà nó ngọt thôi chứ để nhờ. Giờ anh coi giùm em. Cái này 6 lạng hơn. 6 rồi, 6 lạng luôn đi. Rồi. Dạ. 6 lạng à, 6 lạng này, ký tư. Ký tư. Rồi ký tư này là nhiêu? Dạ. Ký tư này giá 400 à. À, ký tư thì là 500 560 đúng không? Dạ. Ký 400. Đúng rồi. 560. 560 với lại này 300.000 kg. 6 gram. 6 gram thì 180. Không, 6 gram 180 với lại nãy nhiêu? 180 với 560. 560. Là 600 740. Dạ 740 với lại này 6 lạng đi. 6 lạng giá 950. Dạ 90. 90 là 740 là 830 phải không? Dạ. Rồi. Rồi 800 luôn đi. Rồi 800 năm kia. Nè tăng cho anh món ốc nè. Rồi. Ốc này nói chung cũng mấy chục ngàn nhưng mà thôi. Em bỏ cái kia vô kia đi cho dễ phân biệt. Dạ. Bỏ hoài đi cua nhìn nó trắng biết à. À rồi rồi. Để anh chịu cái gì cho cháu nó bánh ha. Dạ. Trời ơi. Thì đó thì con. Có lì xì cho cháu ăn bánh rồi. Dạ, anh gửi cho em chịu luôn phải không? Cảm ơn chú với lại anh chú hai chú với ông con. Cảm ơn chú. Dạ. Bye bye. Cậu không cậu. Ba của này là mẹ đó là em của em. Vậy mình đếm giùm cậu đi. Dạ. Đưa cho nè. Nè con đếm đi. Con đếm cậu đi. Đủ quay. Con quay chứ quay về Sài Gòn luôn á là con khỏi ấy á. Dạ. 500, 600, 700, 800, 900 triệu là đủ rồi. Đi xì cho bé Nhi 200 ngàn luôn. Dạ, cho nó nghĩa bánh. Tình nghĩa thôi. Dạ, đi mấy chục cây km rồi. Dạ, nếu có dịp có mua nhiều thì con có nhiều á. Nhiều cái nào mà có giọt, có ấy rồi anh cứ ra lòi được anh lụm không? Cái lòi lụm không? Cái lòi phải bự mới được. Cái lòi con soi là thì 10 con, 11 con ký đó là bự rồi. Ừ, đúng rồi. Dạ, cái thôi đó là bự rồi. Nhưng mà cái đó giá sao vậy? Con sáng bán là 10 con, 11 con ký này. Dạ. Còn ốc len thì cỡ này là 200.000 kg luôn. Mà con mới tặng nhầm mà hai mấy lần á. Dạ, có điều kiện ở đó xưa đó cũng rảnh á. Dạ đúng rồi, thì con cũng nếu có hàng á thì con điện. À, rồi anh với chú có rảnh á thì xuống được thì xuống, còn xuống được thì tình nghĩa thôi. Thôi thấy con bị cái tại ngày bị chiến tranh nên là bị cái gì? Không, con đi bắt ba khí bị á chứ. Đi bắt ba khí sôi nhà ban đêm á, trong rừng vậy nè, giờ ra đi thay đồ, máy xe nó máy ghe nó quấn. Tiện luôn. Là nhiêu tuổi rồi? Em 38. Chắc khoảng 38 dài. Dạ, anh nhiêu? 40. Dạ, em 38 dâu nhiêu từ luôn nè. Cha mày đón tao nhiêu? Dạ, chú ạ. À. Chú chắc cũng xâm lầm. Cũng gần gần đúng. Phải không? 70 rồi. 70 dạ. Ba con mới có 62. Dạ. Ba con tuổi tí á. Ba mày 85-80. Dạ, ba con tuổi tí mẹ tuổi cũ. Con của tí nè. Cảm chơi bờ quá, năm kẹo. Rồi, thôi cảm ơn chú với anh nhiều rồi, rồi nha. Có nhớ gọi cho anh ha. Dạ dạ dạ. Dọp cái loài cá ngát hay gì đó. Cua gì nữa đó. Cua là cứ alo. Rồi. Tại anh dặn quá trời lâu rồi. Anh dặn này lâu dữ lắm rồi. Em tôi dặn anh là cũng 2 tuần. Còn 2 tuần nữa hơn đó chứ. 2 tuần. Dạ. Rồi thôi cảm ơn chúc chú với anh nhiều sức khỏe. Rồi. Giờ hai con cháu cũng về sớm luôn. Tiếng nào về nào. Quanh lại. Đi lên cầu chạy thẳng về luôn. Rồi, rồi. Đi lên cầu anh cứ chạy thẳng giết là về tới Bình Khánh luôn. Rồi là qua Bình Khánh là về tới chả anh. Anh ở đâu? Nãy em hỏi rồi mà không quên. Sài Gòn á. Sài Gòn á. Dạ. Sài Gòn em bó tay. Có em vòng vòng ở Bình Khánh trở lại là em biết vậy thôi á. Ừ. Dạ chứ con không biết câu nữa. Rồi nha. Rồi tạm biệt cho biết. Rồi tay chú luôn. Rồi tạm biệt chú, tạm biệt ông. Dạ alo nha. Dạ 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 xe. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay hai cậu cháu khá là may mắn lần đầu tiên á. Nói chung không phải lần đầu tiên nhưng mà lâu lắm rồi thì mới ra bắn cua lại. Thì hai cậu cháu á, thì ngồi bên đây mà bữa nay nắng quá qua bên kia ngồi. Thì có anh kia ảnh ở trên anh xuống á, thì ảnh mua giùm cho hai cậu cháu. Anh thấy được cua á,
chắc với lại cua ốp rồi anh mua cho hết luôn. Thì nói chung là hôm nay rất là may mắn, rất là vui mừng. Thì tại vì á là mình bán hồi nãy chỉ được có 800 ngàn thôi cả nhà. Thì anh đó đã lì xì cho bé Nhi thêm 200 ngàn nữa là chẳng 1 triệu nè. Đó, thấy chưa, đã không? Bé Nhi nay ngon rồi ta. Dạ. Nè, 200 ngàn của con. Dạ. Rồi, này còn 800 ngàn tiền cua của hai anh em mình bắt nha. Thì bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Thì cả nhà xem á, thấy hay á thì chia sẻ cho bạn bè và người thân biết đến, để cho hai anh em mình có động lực làm những clip tiếp theo cho cả nhà xem. Giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Tạm biệt bà cô chú. Đi này con khách này đi. Ta chưa sao đây. Rồi. Bây giờ mình đi ra cái đường này nè cả nhà. Cái đường này là cái đường bến ghe đó, mình đưa đậu đặng mình đi lên đây mình đi lên đường mình bán á. Bây giờ hai cô cháu mình đi xuống thì chạy vỏ vô trong rừng. Đó. Cho anh em của mình đi về quê cả nhà. Mình hồi nãy không biết làm sao còn khỏe lắm mà sao tới giờ nhảy mũi mấy cái muốn bị cảm luôn. Chắc tại nãy tôi đi bắt cua về á, dầm nước á, nước lại giờ trời ui ui nữa. Rồi thôi mình về nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.